Hello cả nhà, xin chào cả nhà buổi sáng nha. Buổi sáng thì hai vợ chồng mình trả phòng rồi cả nhà. Mình đi ăn bánh đa cua đồng. Với đi đâu giờ, đi qua cái đảo gì? Đảo Cát Bà. Dạ, đảo Cát Bà. Đang đi kiếm quán cả nhà. Bên đây có nắng rồi. Nay trời ơi, không có nắng nào vậy chứ. Săn vận động lạch chai. Ở Hải Phòng này có cái nhà ga lớn lắm cả nhà. Đây là đường Cầu Đất. Đây là nhà hát thành phố. Ở đây người ta không có gọi đường cả nhà, người ta gọi là phố Cầu Đất, phố Trần Phú. Mình quên, mình cứ tưởng đó là đường. Thì người ta gọi là ngõ, đường thì người ta gọi là phố. Nếu như ở đây là đường Phan Chu Trinh, người ta gọi là phố Phan Chu Trinh. Mình ghé ăn bánh đa cua đồng cổ truyền 16 Phan Chu Trinh, phục vụ từ 6 giờ tới 7 giờ tối, 6 giờ sáng 7 giờ tối. Cả chủ nhật và lễ Tết. Hải Phòng. Dạ cũng chưa biết nữa. Dạ. Khoảng dài hơn 10 triệu. Dạ, dạ tại chi tiêu tiết kiệm á, cho nên là cũng ít chi phí. Dạ. Dạ. Về nhà là 20. Dạ còn đi nữa, cũng chưa biết bao nhiêu. Tại vì mình muốn biết được nhiều tỉnh ở ngoài đây á, mà cho nên là đi mình phải tiết kiệm chút xíu. Chứ người ta đi du lịch một chuyến là người ta tốn cả chục triệu rồi, còn mình đi nhiều tỉnh quá trời mà tốn mới có mười mấy triệu rồi. Còn đi nữa, không biết tốn thêm bao nhiêu nữa thôi. Dạ. Xăng xe ăn tiền ăn. Dạ, xăng xe tiền ăn tiền nghỉ. Ăn uống dân của mình dân thôi. Dạ đúng rồi, ăn uống mình dân thôi. Chứ theo kiểu sang trọng thì chắc cả trăm triệu nhiều khi còn chưa đủ nữa. Còn mình chi tiêu mình tiết kiệm xíu thì gói ghém chút thì nó đủ. Đúng rồi, cứ ăn bình dân nha. Dạ, dạ đúng rồi. Thì tùy theo khả năng kinh tế thôi. Nhiều tiền thì mình ăn sang xíu, mình ít tiền thì mình ăn bình dân xíu. Nhiều tiền ăn bình thường, còn để tiền để mai kia còn nuôi con. Dạ. Mình bắt thì nó không thả nó. Dạ. 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 Vậy hả? Dạ. Con này cũng gần ở đó. Cháu mà bấm cái cô. Dạ. Hai cô cháu tìm nhau. Con quay rồi à. Dạ, nồi nước súp ha. Hả? Nồi nước dùng đấy. Dạ. Trong nó gọi là nước lèo đúng không? Dạ đúng rồi. Nước lèo. Nước lèo. Nghe mùi cua đồng này hơi na ná giống bún riêu, nhưng mà con chưa có dùng thử, không biết nó cái vị nó ra làm sao. Ăn thử đi. Dạ. Ăn đi. Ra ăn đi. Đây mình có chả cua nè, có tôm nè, có chả cá chiên nữa đúng không? Đúng rồi. Đó, cái đó quắn cái gì đó? Quắn cái gì vậy? Cũng không biết luôn. Để mình đi vô hỏi cô coi. Cô cho con hỏi cái mà đen đen mình quắn cái lá là lá gì ta? À, lá lốt. À, lá lốt. Cái trong... có lá lốt đâu? Dạ có, nhưng mà cái đó là thịt gì ta? Thịt gì về nha, mua thịt xay. Dạ, thịt xay. Dạ. Dạ. Yeah. À, cho nó dai ha, cho có độ dai. Thơm à, dạ dạ.
Dạ, à độ dẻo của thịt. Dạ. Dạ. Dạ có bột ngọt á, bột ngọt là hạt nêm. Dạ 19. Dạ đúng rồi. Dạ. Đơn giản ha mà ngon. Dạ. Dạ. Đập. Dạ, nhỏ đều luôn. Nó mới thơm luôn. Dạ. Đây mình có thịt nạc rồi đó ha. Có cái dạ. Hạt tiêu bắc đó ha. Dạ đúng rồi, có hạt tiêu nó mới thơm. Cái bên đó là chả cá phải không con? Chả cá. Cô đó mà hôm nay cô làm rồi nhưng mà đây là chả cá. Đúng rồi, không có ai làm giống vậy. Làm dạ đúng rồi. Mình làm xuất khẩu dạ, dạ đúng rồi, mà mình hỏi để biết nó có gia vị gì, cái gì mình nấu ở gia đình mình ăn thử coi. Dạ. Cô vào trong đấy rồi xong mới khai nè. Dạ. Mình đi về mình biết được nhiều món, cái gì gì cái mình nấu gia đình mình ăn. Dạ. Gạo mình ở ngoài đây nó lạnh lạnh nó tốt ghê. Trong con trồng mấy cái này khó lắm, trồng nó khó. Toàn rau la. Dạ, hoặc là phải phân thuốc nó hơi nhiều một chút. Quá. Dạ đúng rồi, ở trong nó nóng. Dạ. Ngoài đây gạo gạo. Dạ. Đúng ngoài đất cát này. Dạ. Nhưng mà có cái là nó nóng. Dạ. Cái cây cải thuốc này là cây dùng cho à dòng cho cát. Dạ. Đất cát đấy. Dạ, thôi con ra con dùng thử nhé. Dạ. Rất là nhiều topping luôn cả nhà, đầy đủ luôn. Có thể mắc võng ngủ đường không? Dạ không, nguy hiểm lắm. Phải kiếm nhà nghỉ, mắc ghẻ vậy thì mà đỡ đại đi chứ ở ngoài đường. Dạ đúng rồi, ở ngoài đường nguy hiểm lắm. Đầy đủ topping luôn. Thịt cá là cái gì cũng có. Ngoài đây người ta hay ăn bánh đa. Dạ. Có gạo nữa nè, cho miếng gạo vô nữa. Đây là lối mà hàng nào lối bán hàng cái đường nó mất cái gì nó đậm vị rất là ngon luôn. Dạ. Tuy ở ngoài đây không niêm được nhưng mà nấu nó đậm đà, nó đậm đà, nó nhiều giống như là thịt cá hải sản đâu vậy nè, nó đậm vị nó ngon. Đây là đậm nước cua nước xương. Dạ, nước cua xương nó đậm nó ngon. Cua đồng đó. Dạ. Nên là cái điểm mà chỉ có bán cho khách rõ hai thì khách trong thành phố nó đắt hoa. Dạ. Thơm ngon. Quán nó cũng thì là đẹp. Đẹp. Thấy để chữ truyền thống rồi cho nên ghé mình ăn thử cái hương vị. Ngon hơn. Dạ. Quán nhà mình có nổi tiếng trong Hải Phòng. Dạ. Quán nhà mình ở trong trời này mắc mưa chắc luôn rồi cả nhà ơi. Mình thấy kiểu như hơi lắc phắc rồi đó. Có mưa rơi nhẹ nhẹ rồi. Hai tô bánh canh, hai tô bánh đa của đồng ngon quá cả nhà. 40 ngàn một tô xứng đáng luôn. Mình ăn là mình húp sạch nước luôn á. Dạ. Dạ. Hồi nãy không có, nào hồi nãy có đi ngang cái nhà hát lớn. Dạ. Dạ chưa. Dạ. Dạ, tính một hồi ăn đi ra gì đảo Cát Bà. Mình đang đi trên cái cầu Điệp Vũ. Cầu này là dài nhất Việt Nam và đứng thứ hai so với Đông Nam Á đấy nha. Cầu này nó bắt qua bên đảo Cát Hải. Rồi mình từ đảo Cát Hải đó là mình mới đi phà qua bên đảo Cát Bà. Qua đảo Cát Hải là mình đi bằng cái cầu này, chạy thẳng ra tới đảo luôn. Rất là dài. Ngày bữa nay thời tiết không được đẹp, trời mưa quá trời luôn, cho nên nó hơi mù mịt, quay nó không được rõ. Ở đây là nhà máy nhà máy xe điện đúng không ta? Nhà máy xe điện của VinFast đó cả nhà, nằm ở bên đây, ở bên đảo Cát Hải. À, ở đây là có ô tô điện nữa cả nhà. Cái chiếc này là mấy chiếc taxi ở ngoài Quảng Ngãi này kìa. Đúng rồi. Nói chung là ô tô điện, người ta mua gì người ta muốn làm gì người ta làm. Nhưng mà ở Quảng Ngãi người ta xài cái này nhóc luôn á. Nguyên bãi nhiều lắm. Để chạy taxi luôn á nha. Ờ. À.
đó cả nhà, phía bên lộ cái chữ Sunwer đó là mình chạy thẳng vô cho nó là xuống bến phà cả nhà, có bán vé. Đây bến phà tới rồi cả nhà, hên quá vừa tới là phà vừa chuẩn bị cập bến luôn đó. Nhà ga cáp treo cả nhà, ngay đây nè đó, nhà ga cáp treo đó. Mà như người ta tháo hết mấy cái thùng cáp rồi cả nhà, chắc có thể là vắng khách hay là như thế nào đó, ít ai đi cáp treo, tại vì phà người ta chạy cũng sát bên à. Phà là một xe Honda và hai người là 48 nha. Còn cái nhà đó là cái nhà chờ, ví dụ mình chờ phà mình chờ trong đó che nắng che mưa. Đảo Cát Bà đó cả nhà, đó, trước mặt mình nè, cũng sát bên gần, cho nên người ta chọn đi phà. Đi phà là mình có thể là di chuyển xe bên đó được, mình đi loanh quanh lòng vòng. Rồi phà đã rời bến rồi cả nhà. Thì đúng rồi, cáp treo này nghỉ hoạt động rồi cả nhà. Tại vắng khách đi cáp treo thôi, chứ khách đi phà qua đây thì vẫn nhiều. Trên phà đã có bán đồ ăn giống như tiệm tạp hóa cả nhà. Phà nhỏ mà chở được nhiều xe lớn. Nhiều cảng lắm cả nhà, cảng lớn không, cái chiếc tàu bự đằng đó cập cảng vô đó chở hàng ngàn container cả nhà, quá trời nhiều. Trời mà có nắng quay ra ngoài đảo thì thấy đẹp lắm, cái này không có nắng cho nên nó bị mờ tối. Lên phà cả nhà ơi, giờ thẳng tiến vô bên trong Cát Bà. Đây cảnh thiên nhiên nó đẹp, mấy cái núi đá này giống như ở trong Tràng An á vậy, đá sững đá đứng gì đó, chứ nó không có đất gì, cho nên mấy ngọn núi này là cây thấp nhỏ chứ không có cây cao cây bự. Nó kêu con dê ở đây nó nhỏ hơn con dê trong mình nha, con dê trong mình nó bự, dê này nhỏ xíu à. Ở đây ta nuôi con dê cũng nhiều mà có loại dê gì mà nó nhỏ à cả nhà, nó không bự, trong mình là nó bự hơn. Trời mưa nó mù mịt, ngoài biển nhìn không thấy gì hết, nước nó cũng bị đục, nó không trong, tháng nắng nước trong lắm. Ở đây có mấy cái nhà nhỏ nhỏ hôm xây đó nha, nhìn thấy cưng lắm. từng phòng vậy đó, ngay bãi biển luôn. Sóng biển dạt dào,
bên kia là có Hạ Long, còn ở đây là cái gì vậy, cái gì Long Hạ hả, không phải Long Hạ, cái tên Lan Hạ, Lan Hạ hả? Giống như Hạ Long phiên bản 2 vậy cả nhà. Trời mưa cả nhà, ghé chú mưa. Rồi. Con này chắc mới đẻ quá. Đây có cái hồ quá nha. Bớt mưa rồi, giờ mình chạy tiếp. Đi kiếm mấy địa điểm ăn uống check-in. Đây là ngay thị trấn Cát Bà cả nhà. Ở đây là cảng cá Cát Bà Hải Phòng. Cảng cá thì chắc buổi sáng ở đây đông lắm ta. Đúng rồi. Đây buổi sáng thuyền tàu đánh cá người ta sẽ vô trong trong cảng trong đây cả nhà. Ở đây mùa hè bông phượng nó nở đẹp. Đây trồng nguyên một hàng bông phượng. Các bà kính chào quý khách. Đây là cái điểm để mua vé cả tàu cao tốc đi lân quanh lòng vòng mấy cái hòn nhỏ nhỏ cả nhà. Đây có sân khấu nha. Nhà này người ta đang sơn lại hay là mới cắt xong mình cũng không biết nữa. Thấy người ta đang sơn. Đây đủ màu luôn đó nha, nhìn đẹp đẹp. Đây kiểu như mấy cái nhà nghỉ khách sạn VIP VIP. À có xe rồi kìa, chắc là đang sửa rồi thôi, chắc là có người ở. Trời, thấy xe cộ đậu trong nhóc trên xe hơi không. Kìa có mấy cái hồ ngoài đẹp quá kìa. Đẹp quá. Làm nhìn cô. Biển đẹp quá mà trời này đâu có tắm nổi cả nhà, lạnh. Ngoài kia có mấy cái hòn. Ôi cái khách sạn này nhìn vô là một rừng cây luôn. Bãi tắm Cát Cò 1. Bên kia nó vậy. Bãi này rồi bãi nào nữa. Wow, ở đây có hồ bơi. Đây là mấy cái khách sạn trong đây, mấy ở khách sạn trong đó sử dụng hồ bơi bên đó. Ôi, gió này kêu nó đang sửa chữa. Trời này lạnh lắm.
Mình đang đi dạo vòng vòng đảo Cát Bà quay cảnh cho cả nhà coi á. Còn đi ra ngoài vịnh nữa cả nhà, ngoài vịnh Lan Hạ, ngoài đó nó còn đẹp dữ nữa. Cái đó mình phải đi tàu ra. Mình ở nhà trọ Thu Thủy cả nhà. Thu Thủy ở đây phòng rộng thoáng mát lắm, rộng rãi 3 tầng. Mùa này không phải ngay giống như là cao điểm á, cho nên là 250 một ngày. Bây giờ là cũng 3-4 giờ chiều rồi, mình ở tới 12 giờ ngày mai là 250 thôi. Anh chủ trọ này rất là vui tính, thoải mái. Ở đây địa chỉ mình là ở đây luôn hả anh? Địa chỉ nhà mình đó hả? 296 Hà Sen. Dạ. Thị trấn Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Anh chủ trọ thì cũng vui vẻ, thoải mái, hòa đồng. Cả nhà có ra đây thì nghỉ ở đây là quá ok luôn. Còn trước mà ngay chỗ bãi biển á, mấy cái nhà nghỉ ngay chỗ bãi biển vẫn có thì giá nó hơi cao hơn chút. Ở đây người ta đang xây mấy cái khu này để nhà ở, nhà nghỉ nữa nè cả nhà, đang xây nè, bên đó nữa đó. Đây cả nhà, phòng rất là im luôn, hai giường luôn á, phòng rộng thoải mái mênh mông luôn. Chú ở đây rất là kỹ. Mướn phòng có một giường hai đứa ở thôi mà chú đưa cho mỗi đứa một cái giường này sao nhỉ? Trang trí bông hoa. Ở đây phòng ốc là sạch sẽ, gọn gàng. Hai giường luôn, mà giá tiền thì cũng vậy à. Đây, nhà vệ sinh. Có thang máy nữa. Cây thiệu nghe nó cái giả nữa. Ở đây là có một bãi tắm rồi cả nhà, bãi tắm Tùng Thu. Ở đây cũng có nhiều bãi tắm lắm. Cái này là bây giờ mùa hè. Nhưng mà mùa này lạnh lắm, không tắm nổi. Mùa này mình nên tắm không nổi thôi, nhưng mà người nước ngoài họ tắm không nổi nha. Để xuống quay sương sương cho cả nhà coi. Ở đây nhiều bãi tắm. Đây cái nhà bãi tắm ở dưới đây nè. Chỗ này nhìn cũng im cũng đẹp lắm. Gió thổi lạnh người luôn. Cát Bà kế bên cái cảng luôn cả nhà. Có tay đang ngồi nào, tôi hết tiền, bạn có thể giúp tôi, cảm ơn. Hải sản quá trời luôn. Bên đây là khô. Bên đây là đồ hải sản tươi sống. Ghe này nhiêu ký vậy chị? 250. Cái này 300. 250, 300. Ngoài đây bự hơn là mất tiền hơn nữa. Người này chắc khoảng 400-500. Rồi mực đó kìa. Đi dài dài tham quan xíu à.
BB 300. Rồi, bạch tuộc nó bự. Tôm ở này tôm lộn xộn mà vậy, tôm sắc không? Dạ. Tôm đó bao nhiêu tiền ký vậy chị? Không có cái tôm chị đang căng nè. 35, 35, 52. Quá vừa làm. Ba trăm rưỡi một ký tôm đó. Hải sản quá trời. Chợ này là chợ đầu mối Cát Bà. Tôm ăn bè. Tôm, cua. Em bè tôm em. Ông này 350 cân. Em đi dạo vòng vòng xíu. Cái hào bốc sẵn này là bán sao chị? 120 ký hay là một hộp? 120. Ngon nhỉ. Em đi dạo vòng xíu. Cái này mua gì xào nấu cháo. Đồ bên đây mới toàn luôn. 20 cân ngao là trả lại 200 rồi em. Hải sản này giá tương đối cũng được đó nha. Sò đẹp bự chà bá luôn. Đây là cá. Wow, con cá bóng mú quá trời bự. Cá đuối. Mực này là nhiêu ký vậy chị? 120 ký mực. Ồ, mực này ngon là cả nhà. Tươi gói à. Ồ, cá bóng mú đây bự quá bự. Cuối chợ là gà. Gà vịt. Cá hương biển. Tươi gói luôn. Con mực lá này nó bự cả nhà. Không biết mực lá mực nang ta. Này mực lá quá trời bự luôn. Nó tươi trong suốt luôn. Giống là gà đầu biển là đồ nó tươi. Bên đây là hàng khô cả nhà. Bên kia là hàng hải sản tươi sống. Chia ra hai bên.
Xích đây thì người ta bán rau củ. Đây người ta bán gia vị thuốc bắc nhóc trên đây nha. Chợ này cũng rộng cũng bự đó cả nhà. Mua hộp hào này có 100.000 cả nhà. Một chỗ bán 120, một có 100.000. Mực mực này nãy chỉ bán 120 rồi chỉ bớt 10.000 còn 101. Thấy nó đen đen rồi cái mực nó bể á, chứ mực này tươi ngon lắm. Nhờ chỉ làm giùm luôn, mình về chỗ nhà trọ đó mình luộc. Đây cái bầu vừa ngộ quá tròn vo cả nha. Trời lạnh nha. Mình mua 3 loại: hào, mực, ghẹ. Ghẹ mình luôn mua loại chung cả nha. 250 là ghẻ nhất, mình mua loại 300. Có loại 4-500 nữa, nhưng mà mình mua loại 300 là thấy ngon rồi. Ghẹ mình mua lựa ghẹ cái ăn nó sẽ chất lượng hơn con ghẹ đực. Ghẹ đực nó hay ốp. Về cả nhà đang luộc ghẹ với mực, gọt ít trái cây ăn cả nhà. Dạ có nước mắm Chí Hải đâu không? À Cát Hải. Cho miếng gừng vô cho thơm. Cái gừng ngoài đây sao nó vàng đẹp quá. Không chồng. Xíu đây. Cái này chồng luộc cái gì vậy? Mình luộc mực trước đi cả nhà, còn cái nước hồi mình luộc hào. Mực này đúng cái ra hấp nhưng mà không có đồ hấp. Nói chung là mình cho nước ít à. Nói chung là cái đồ tươi á, mình làm kiểu gì nó cũng ngon hết. Chín là nó ngon à. Hào đúng với xào hành ngon hoặc là nấu cháo, nhưng mà mình luộc luôn. Ăn với mì gói. Mì ly. Ừ. Lấy cái nước này mình luộc hào luôn cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. Mình ăn gì chịu cực chút xíu nhưng mà nó rẻ và nó nhiều, nó ngon nữa. Đó, tự chế biến luôn. Chút xíu là có ăn liền. Quan trọng là cái chỗ có được nấu nướng hay là không thôi. Này mì ăn với hào, hải sản. Chưa tới 500.000 nữa cả nhà. Cái này 100, cái này 70, cái này 300. Mì thì 10.000 ly. Hôm nay ăn mì cực khổ quá. Mì hải sản. Người ta ăn mì có cơm, mấy ngày ăn thì mì cái cua luôn. Không ăn. Mì với các bạn đang xảy ra nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là không chịu nổi. Cua này có gà thì chậm mà. Ghẹ mà 300k đây là thấy là quá chất lượng rồi, khẩu phải bàn. Hào thì ăn cũng quá ngon luôn. Ở đây 100.000 một ký hào vậy này là nó nhiều hơn trong mình gấp đôi. Tại vì ở đây nó không có nước, trong mình nó có nước, cho nên ở đây nhiều hơn gấp đôi luôn á. Rồi còn mực này khỏi chơi, tươi gói luôn, rất là ngon. Tối mở đèn chớp nữa cả nhà. Bữa ăn đó là chưa tới 500.000 rồi đầy hải sản luôn. Thôi mình cũng xin kết thúc video. Chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ xem video của mình nha. Sáng ngày mai mình sẽ đi Vịnh Lăng Hạ. Mình đi cái tour nè, cái tour mình book ở trên cái bảng này nè, ngay chỗ nhà chú luôn nè. Mình có quay rồi đó, quay mấy cái số điện thoại cho nó đó. Cứ điện trên đó book tour đi thôi. Thank you.